Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh ong rừng trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì như anh em cũng biết ấy, bắt đầu vào đến cái vụ đánh ong rừng của năm 2021 rồi. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì bên cơ sở em lại xin giới thiệu tới anh em về cái bộ quần áo bắt ong rừng hàng Việt Nam sản xuất. Thì đi chi tiết về cái bộ quần áo này để cho anh em cùng nắm bắt được này. Đầu tiên thì xin giới thiệu tới anh em là về cái nguyên liệu để làm nên bộ quần áo nhé. Nguyên liệu để làm nên bộ quần áo thì được làm bằng vải bạt kaki. Đấy, vải kaki ở bên ngoài còn tráng một lớp bạt ở bên trong. Đấy, đảm bảo cho anh em là đánh tất cả các loại ong rừng đều an toàn. Về cái bộ quần áo này thì nó sẽ được thiết kế là may liền từ cái phần đầu cho tới là cái phần ủng. Đấy, cũng như là cái phần găng tay. Để khi anh em sử dụng đánh ong rừng ấy, thì tuyệt đối là an toàn trên cái bộ quần áo này. Cũng như là cái ưu điểm nữa là cái bộ quần áo này mặc thì nó rất là nhẹ. Đấy, cân nặng của nó chỉ có 3,5 cân thôi. Đấy, nó hơn cái bộ quần áo vải cao su hoặc là bộ quần áo có quạt rất là nhiều. Còn bộ quần áo này thì về cái phần trước mặt đây anh em có thể thấy nó sẽ có một cái lớp kính meca này. Cái lớp này thì tránh cái tình trạng là ong nó sẽ đái trực tiếp vào mặt của anh em. Khi anh em đánh ong ở trên cây thì anh em có thể là ngửa mặt lên trên trời ấy. Thì con ong nó đái trực tiếp vào thì anh em có thể là không bị nó đái vào phần mắt nhé. Còn về cái phần đằng trước mặt đây, cái phần để lỗ thoáng để anh em hít thở nó dễ dàng ấy, thì là được làm bằng 2 lớp lưới inox. Đấy, 2 lớp lưới inox ở bên giữa đây là sẽ kẹ cho anh em là 1 lớp nhựa. Đấy thì tất cả những cái ngòi lọc ong nó sẽ không thể đốt xiên vào. Còn về cái phần găng tay thì xin chia sẻ thật đối với anh em là đối với găng tay này thì anh em đánh ong bồ vẽ này, ong chân vàng ok. Nhưng mà khi anh em sử dụng đánh ong đất ý, thì bên cơ sở nó sẽ tặng cho anh em thêm một cái đôi găng tay sơ cua để anh em đeo ở bên trong nhá. Để khi anh em sử dụng đánh ấy, thì con ong nó sẽ không, cái ngòi lọc của ong đất thì anh em làm thợ bắt ong cũng biết rồi. Đấy, con ong nó rất là to và cái lọc nó cực kỳ là dài. Khi nó đâm vào thì khả năng là khi anh em cầm những cái búa ấy, thì cái ống tay nó sẽ căng này. Đấy, nó chích thì là nó sẽ vào phần nói chung là nó sẽ đốt. Nhưng mà nó cái phần lọc độc nó tiêm vào nó không cao, nhưng mà vẫn gây ra cái tình trạng là nó bị sưng tay của anh em. Còn về phần ủng đây, ủng thì được làm ủng rắn di, ủng siêu dẻo luôn. Ủng này thì khi anh em sử dụng đi lại thì nó sẽ không bị đau chân này. Và cái thứ hai nữa là cái ủng này thì bên cơ sở là sẽ có tất cả những cái cỡ để cho anh em sử dụng. Ví dụ là anh em chiều cao từ 1m50 cho tới 2m thì anh em đều sử dụng được trên cái bộ quần áo của bên cơ sở nhà em. Còn về cái phần đường kim mũi chỉ thì anh em có thể thấy hàng này là đặt may nhé, đặt may thủ công. Đâm ra là anh em có thể thấy là tất cả các đường kim mũi chỉ đều được may chìm vào bên trong. Đấy, khi anh em mua hàng này anh em được kiểm tra hàng, đâm ra là anh em cũng phải yên tâm. Đấy, yên tâm, không phải đặt cọc hay chuyển khoản gì cả, đấy anh em kiểm tra. Đấy, tất cả những cái đường kim mũi chỉ chuẩn chỉ như thế này thì anh em thanh toán đối với người giao hàng. Còn nếu mà hàng không đảm bảo chất lượng thì anh em hoàn về cho bên cơ sở. Đấy, về phía đằng sau thì nó sẽ có một cái lỗ ô thoáng này, cũng như là sẽ may cho anh em một cái túi để anh em để quạt ở bên trong. Đấy, để khi anh em sử dụng đánh về mùa hè này thì thời tiết nó khá là nóng thì anh em có thể là sử dụng thêm quạt. Còn về bên sườn tai đây thì nó sẽ có những cái lỗ ô thoáng như thế này. Đây là cái lỗ trợ thính cho anh em. Đối với anh em đánh những cái đàn ong mà nó theo giết, ví dụ như là ong bầu trời này, ong đất này, hoặc là ong cái loại ong mật gọi là ong khoái ấy, nó theo rất là dữ thì anh em có thể là nghe ở cái phần bên tai này nó không vo ve nữa thì anh em có thể là cởi bộ đồ ra. Còn bộ đồ này để liên kết với nhau thì nó sẽ có một cái lớp khóa ở bên trong và lớp băng dính ở bên ngoài đây anh em có thể thấy này. Đấy, để khi anh em mặc vào anh em sử dụng. Đấy. Đấy, sử dụng thì nó rất là mát mẻ. Còn về phía đây anh em này, bên trong nó sẽ tráng một lớp bạt như thế này. Đấy, lớp bạt đây anh em. Đối với cái lớp bạt này thì khi anh em sử dụng mồ hôi nó sẽ không ngưng đọng ở bên trong. Đấy, nó rất là mát mẻ khi anh em sử dụng. Đấy, một video thì cũng xin giới thiệu tới anh em là về cái bộ quần áo đánh ong rừng mẫu của năm 2021. Đối với anh em nào có nhu cầu mua thì anh em liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại để dưới tiêu đề. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.